Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ đi review cho các bạn về một củ cải trắng. Như các bạn thì thấy ở trên bàn làm việc của mình là một củ cải trắng mọi người ạ, nhìn nó rất là giống thật luôn. Và nó được làm từ đất sét nặng tự khô nha. Và đây cũng là một sản phẩm mà mình muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể tham khảo khi các bạn sử dụng đất sét nặng tự khô nhé. Đây mọi người, một củ cải trắng rất là đẹp nha mọi người. Mình có thể mua đất sét nặng tự khô về và để chơi cùng các con nha, rất là tiện mọi người. Đất sét nặng tự khô thì nó có một đặc điểm là khi khô thì nó sẽ giữ nguyên vị trí ban đầu này, hình dáng ban đầu này, và rất là xốp và nhẹ nha mọi người. Một bịch màu của nó gồm rất là nhiều màu, mình có thể tham khảo, mọi người có thể tham khảo để dùng nha. Mọi người thích cái màu nào, sử dụng màu nào thì mọi người có thể dùng cái màu đấy để nặn ra các sản phẩm các bạn yêu thích, khá là tiện đấy mọi người. Khi mà các bạn lấy màu từ trong túi ra thì mọi người nhớ là bóp đi nhá, bóp đi cho nó to thành cục vào thì nó dính thành cục lại với nhau thì các bạn sẽ dễ lấy hơn. Sản phẩm này nó không gây dính tay đâu mọi người. Rất là dẻo mọi người ạ. Đất từ trong túi mới ra thì rất là dẻo mọi người. Mình có thể tham khảo loại đất sét này để vừa chơi vừa học cùng các con nha. Vừa để cho các con nhận biết về màu sắc này và cho các con thỏa sức sáng tạo. Mà sản phẩm trên hình là một củ cải trắng nha mọi người, được làm từ đất sét nặng tự khô, rất là đẹp mọi người. Vậy là bức tranh thì cái cây này của mình đã được hoàn thành. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này của mình. Hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đến với channel YouTube của mình. Hôm nay hãy cùng mình tô màu cho cái cây này nhé.
mình đã tô màu xong cho bức tranh này rồi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Các bạn hãy nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Đây là màu của củ cải trắng nha mọi người, được làm từ đất sét màu trắng và màu xanh nha, màu trắng của củ cải và màu xanh của lá nha mọi người. Khá là đẹp. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tô màu cho bức tranh này nha. Các bạn có thể dừng lại nghỉ ngơi. Như em Nguyệt thì làm thêm điếu thuốc chờ anh được không? Dừng lại hút thuốc đi em. Làm điếu cho thơm mồm xong làm tiếp. Hợp lý nhỉ. Quá là hợp lý. Bây giờ là mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Xin chào cả nhà.